trả lại đây cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn, được nghe, được nói, quyền được chọn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài độc tôn. Trả lại đây cho anh quân nhân quyền được sống đời trai khúc, quyền tự hào tự tôn nổi dòng, là bảo vệ non nước Việt Nam, là bảo vệ dân lành Việt Nam. Trả lại đây quyền phúc quyết của toàn dân, dân biết điều gì cho mình để tự do mưu cầu hạnh phúc. Trả lại đây của người dân, dân biết chọn gì cho mình, cho thái bình non nước Việt Nam. Trả lại đây cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn, được nghe, được nói, quyền được chọn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài độc tôn. Trả lại đây cho anh quân nhân quyền được sống đời trai hùng, quyền tự hào tự tôn nổi dòng, là bảo vệ non nước Việt Nam, là bảo vệ dân lành Việt Nam. Trả lại đây quyền phúc quyết của toàn dân, dân biết điều gì dân cần để tự do mưu cầu hạnh phúc. Trả lại đây quyền chính đáng của người dân, dân biết chọn gì cho mình, cho thái bình non nước Việt Nam. Kính chào quý vị lãnh đạo tinh thần, quý vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, quý đồng hương và các bạn trẻ sinh viên học sinh tại quốc nội và hải ngoại. Hôm nay ngày thứ Hai, ngày 11 tháng 5 năm 2020, đánh dấu 26 năm ngày nhân quyền cho Việt Nam. Vì hoàn cảnh virus Vũ Hán đang hoành hành khắp thế giới, nên lễ kỷ niệm ngày nhân quyền Việt Nam năm nay không được tổ chức tại Washington DC như mọi năm, nên chúng tôi mạo muội xin được tổ chức trên hệ thống Facebook và YouTube để quý vị khắp nơi được theo dõi. Đến với chương trình lễ kỷ niệm ngày nhân quyền năm nay, và được sự ủy thác của ban tổ chức, chúng tôi là Trà My Nguyễn sẽ nhận lãnh làm người điều khiển và giới thiệu chương trình hôm nay. Trà My xin được giới thiệu thành phần ban tổ chức gồm có giáo sư Phan Thông Hưng, cô Destiny Nguyễn, bác sĩ Đỗ Thiệu, bác sĩ Diệu Thi, kiến trúc sư Nguyễn Đức Huy, chị Đỗ Anh Tú, ông Đào Hiếu Thảo, anh Nguyễn Trọng Đạt, ông Nguyễn Văn Đặng, dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, anh Vũ Nhân, em Amy Mylin Gravin, em Hugo Hiếu Nguyễn, anh Võ Thành Tài, anh Võ Thành Nhân và cá nhân Trà My chúng tôi. Chương trình hôm nay rất danh dự được lần lượt giới thiệu đến quý vị các vị khách, trong đó có thị trưởng Tạ Đức Trí, đại diện của Hội đồng Liên tôn Việt Nam, ông Lê Văn Sóc, ông Huỳnh Văn Hiệp, bác sĩ Trần Quốc Hưng, cựu tù nhân lương tâm Trần Thị Nga, ông Ngô Thiện Đức và sinh viên Phương Uyên. Rất tiếc vì dịch COVID-19 nên các diễn giả thường xuyên như Thượng nghị sĩ John Carney và Phụ tá Tổng trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Scott Busby không thể tham dự hôm nay được. Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị nghiêm chỉnh chuẩn bị nghi thức chào cờ và phúc mật niệm. Trà My xin kính mời quý vị cùng chào cờ Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ do em Amy Mylin Craven trình bày sau đây. The ramparts we watched were so gallantly
the land of the free and the home of the brave. Tiếp theo, xin quý vị cùng nghiêm chỉnh hát chung bài Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa do em Hugo Hiếu Nguyễn trình bày. Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi, đồng lòng cùng đi hy sinh thiết gì thân sông, vì tương lai quốc dân cùng sông pha khói tên, làm sao cho núi sông từ nay và sau đây là một phút mặc niệm nhằm kính nhớ đến tổ tiên và những anh hùng dân tộc đã có công khai sáng và bảo vệ đất nước Việt Nam. Phút mặc niệm còn để tưởng nhớ đến các anh linh đã hy sinh bảo vệ lý tưởng của miền Nam tự do. Phút mặc niệm hướng về các đồng bào không chấp nhận sống chung với gông cùm cộng sản đã hy sinh trên đường đi tìm tự do. Phút mặc niệm tưởng nhớ đến những ai hy sinh oan uổng trong ngục tù cộng sản. Và cuối cùng, phút mặc niệm xin dành cho các vị tiền phong trong việc tổ chức Ngày Nhân quyền cho Việt Nam nay đã không còn nữa. Phút mặc niệm bắt đầu. Kính thưa quý vị, tiếp theo là diễn văn khai mạc của cô Destiny Nguyễn, trưởng ban tổ chức Ngày Nhân quyền cho Việt Nam lần thứ 26. Cô Destiny hiện là thành viên trung ương của Tổ chức Hậu duệ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại, là đặc phái viên của đài truyền hình SBTN và VATV. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo, quý đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, quý truyền thông báo chí và đồng hương từ khắp nơi. Kính thưa quý vị, ngày 11 tháng 5 năm 2020, đánh dấu 26 năm kể từ nghị quyết chung SJ-168 của Quốc hội Hoa Kỳ và công luật 103-258 do Tổng thống Bill Clinton ban hành vào ngày 25 tháng 5 năm 1994 đã vinh danh và công nhận ngày 11 tháng 5 hàng năm là Ngày Nhân quyền cho Việt Nam. Đạo luật này không những chỉ dành riêng cho Việt Nam từ Quốc hội Hoa Kỳ mà còn nói lên được sự cam kết ủng hộ của chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đối với công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền của dân tộc Việt Nam. Đồng thời cũng thể hiện ý chí quyết tâm của cộng đồng người Việt hải ngoại luôn yểm trợ, đồng hành cùng tranh đấu cho những quyền căn bản của người dân tại quốc nội. Năm nay, vì lý do đại dịch virus Vũ Hán, một số sinh hoạt quan trọng của cộng đồng đều phải bị hủy bỏ. Dù thế nào thì với tinh thần người Việt quốc gia, chúng ta vẫn phải tiếp tục lên tiếng để cho thế hệ mai sau thấy được tội ác của Cộng sản Việt Nam đã và đang tàn phá đất nước.
Một trang mạng xã hội được mở ra để kỷ niệm 26 năm Ngày Nhân quyền cho Việt Nam. Chúng tôi xin được chính thức khai mạc và kính mời quý vị theo dõi chương trình sau đây. Kính thưa quý vị, sau đây là vài nét lịch sử Ngày Nhân quyền cho Việt Nam. Trà My xin được giới thiệu đến quý vị bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, là bào huynh của bác sĩ Nguyễn Đăng Quế. Bác sĩ Quân là người đã tiên phong vận động với Bộ Ngoại giao các nước yêu chuộng nhân quyền, Chánh phủ Hoa Kỳ, AFL-CIO, Hàn Lâm Viện Khoa học, Human Rights Watch, Freedom House, International Religious Freedom và các cộng đồng bạn có cùng hoàn cảnh đất nước bị cai trị dưới chế độ độc tài hay bị Cộng sản Trung Cộng cưỡng chiếm. Để chúng ta có được một ngày dân luật nhân quyền cho Việt Nam Human Rights từ năm 1994, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân có một mối quan hệ rất mật thiết với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và các vị đại diện dân cử. Chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi một trích đoạn về lịch sử hoạt động và hình thành của tổ chức Ngày Nhân quyền cho Việt Nam ngày 11 tháng 5. Sau đây. Thì được sự gợi hứng bởi cuộc cách mạng Đông Âu đưa đến sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết và sự giải phóng các quốc gia khỏi cái ách thống trị của Liên bang Xô Viết, ví dụ như là Ba Lan, Hungary, thì bác sĩ Nguyễn Đăng Quế và một số những người đồng chí hướng đã thành lập Cao trại Nhân bản. Và vào ngày 11 tháng 5 năm 1990, bác sĩ Quế đã đại diện Cao trại Nhân bản đưa ra lời kêu gọi đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội phải, thứ nhất, tôn trọng nhân quyền căn bản của người dân Việt Nam, phải công nhận, phải chấp nhận sinh hoạt chính trị đa nguyên và phải công nhận, phải tổ chức một cuộc phổ thông bầu phiếu để mọi người dân có thể chọn một thể chế chính trị phù hợp với nguyện vọng của mình qua lá phiếu. Một tháng sau ngày ra lời kêu gọi, bác sĩ Quế bị nhà cầm quyền Cộng sản bắt giam và xử 20 năm khổ sai kèm 5 năm quản thúc tại gia. Bác sĩ Quế bị bắt nhưng lời kêu gọi đã được đồng bào quốc nội cũng như hải ngoại phổ biến lời kêu gọi đến các cái đài quốc tế như là đài VOA, đài BBC, đài RFI và được đồng bào hải ngoại vận động với lại các dân biểu, các thượng nghị sĩ, chính quyền địa phương cũng như trung ương của các nước Tây Phương ủng hộ và can thiệp đòi trả tự do cho bác sĩ Quế và các tù nhân chính trị. Cuộc vận động đã được sự hưởng ứng rất nồng nhiệt và riêng tại Virginia, dân biểu tiểu bang Alan Mayer và 8 tầng viện đã đệ nạp và thông qua một bản quyết nghị mang số 275 vào ngày 8 tháng 2 năm 1994 quy định ngày 11 tháng 5 là ngày nhân quyền cho Việt Nam. Cái nghị quyết 275 này cũng được thông qua tại Thượng viện. Cộng đồng Việt Nam hải ngoại nhân cơ hội này cũng vận động với lại Quốc hội và chính quyền trung ương của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ ủng hộ cho cái bản nghị quyết và đưa đến cái kết quả là tại Hạ viện thì nữ dân biểu Leslie Byrne đã đệ trình dự thảo quyết nghị số HA 333 và đồng bảo trợ của với sự đồng bảo trợ của 221 dân biểu. Và ở trên Thượng viện thì thượng nghị sĩ Jack Roth đã đệ trình dự thảo nghị quyết số SA 168 được đồng sự bảo trợ của 19 nghị sĩ. Cả hai cái nghị quyết này đều được thông qua với đại đa số tuyệt đối tại Thượng viện và Hạ viện, và mang cái quyết nghị chung là 275 SG 168, và cái nghị quyết chung SG 168 đã được cả lưỡng viện thông qua với đại đa số tuyệt đối. Và vào ngày 25 tháng 5 thì Tổng thống Bill Clinton ký ban hành cái thành đạo công luật 103-208, đạo luật này quy định ngày 11 tháng 5 là ngày nhân quyền cho Việt Nam. Và kể từ đó thì ngày nhân quyền cho Việt Nam đã được tổ chức trọng thể hàng năm tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ. Chúng tôi trong cái cuộc nói chuyện với bác sĩ Quế cũng như một số các anh em ở trong nước thì họ đều bày tỏ họ mong muốn cái ý định là cái đạo luật ngày nhân quyền cho Việt Nam là của toàn dân Việt Nam, và mong muốn là toàn dân Việt Nam có thể tham dự và có thể đóng góp vào cái buổi
kỷ niệm cũng như là những cái đòi hỏi của cái trong cái đạo luật đó, nó ghi nhận những cái đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản phải thực thi những cái chuyện đó. Thì chúng tôi cũng trong những cái lúc đầu đó, thì tổ chức quốc tế hiệp trợ cộng sản Nhật Bản cũng đứng ra và mời một số các cái cộng đồng cũng như là các cái tổ chức đồng bào trong hải ngoại tham dự. Nhưng mà đến năm 2014, vì cái sự ý kiến của trong nước và cái sự yêu cầu của trong nước, chúng tôi thay đổi và chúng tôi mời cộng đồng Việt Nam Phục Hoa Thịnh Đốn đứng ra để mà điều hợp và tổ chức cái ngày nhân quyền cho Việt Nam, cho nó được ý nghĩa, nó được cho nó có chính nghĩa hơn và đồng thời mọi người tham dự dễ hơn. Và để cho đến cái năm ngoái đây thì mọi chuyện tổ chức tốt đẹp, không có cái vấn đề gì cả. Nhưng mà có một số các cái vị cựu chủ tịch đã yêu cầu có một cái sự cải tổ, để mà theo như các cái vị cựu chủ tịch cũng như là đương kim chủ tịch của cộng đồng Việt Nam Phục Hoa Thịnh Đốn, thì cái vấn đề tham gia của giới trẻ là quan trọng. Và đồng thời trong cái buổi lễ lạc của ngày nhân quyền, nó gần với những ngày lễ quan trọng khác, thí dụ là kỷ niệm của 30 tháng 4, thì các vị chủ tịch cũng bận rộn và không có có thể mà điều động hay là ra lệnh trực tiếp để mà thực thi những cái điều mà nó cần thiết cho cái việc tổ chức. Thành ra năm nay là cái năm mà những cái người trẻ được vị tân chủ tịch ngày của cộng đồng Việt Nam Phục Hoa Thịnh Đốn có yêu cầu để cho cộng đồng đứng yểm trợ và bầu ra một cái ủy ban, một cái hội đồng điều hợp, và cái hội đồng điều hợp đó sẽ hàng năm chỉ định một số người đại diện ra tổ chức cái ngày nhân quyền cho Việt Nam. Với cái sự ủng hộ và yểm trợ của cộng đồng Việt Nam cũng như là các nơi trên toàn quốc, thưa anh. Và có một cái ghi nhận là hàng năm cái số người trẻ càng ngày khi họ biết đến cái ngày nhân quyền thì họ tình nguyện tham gia nhiều hơn. Thành ra năm ngoái đó là cái năm mà tôi thấy cái số người trẻ tăng lên rất nhiều, và đã được đồng bào các giới ghi nhận cũng như là các cái quan khách ngoại quốc. Thí dụ như là ông phó phụ tá tổng trưởng ngoại giao ông Scott Busby, cũng như là ông là bà cựu tổng giám đốc của RFA Liz Lilly, bà ấy cũng đã ngợi khen. Bà ấy nói là tôi không hiểu các ông làm thế nào mà các ông quy tụ được những người trẻ, làm sao hấp dẫn được những người trẻ. Thì tôi nói chúng tôi không làm gì cả, chúng tôi chỉ mời họ đến và chúng tôi chỉ hướng dẫn họ và cố vấn cho họ, và họ làm những cái việc mà họ nghĩ rằng là nó đúng, thế thôi. Và chúng tôi thấy rằng là cái đó là một cái khuyến khích, và họ rất thích, những người trẻ họ rất thích cái tinh thần làm việc đó. Và xin kính chào quý đồng hương và đồng bào quốc nội. Để tiếp nối chương trình, chúng tôi xin quý vị theo dõi bài diễn đọc của giáo sư Phan Thông Hưng. Giáo sư Phan Thông Hưng hiện là Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, kiêm Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia tiểu bang Pennsylvania, cố vấn cho Tổ chức Hậu duệ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại. Kính thưa quý vị lãnh đạo tôn giáo, cộng đồng, đoàn thể, đồng bào trong và ngoài nước. Chúng tôi Phan Thông Hưng thay mặt Ban Tổ chức Ngày Nhân quyền Việt Nam trân trọng kính gửi lời chào thân ái và kính chúc sức khỏe đến toàn thể quý đồng hương. Thật là vinh dự cho chúng tôi được sự tin tưởng của tất cả quý vị, đặc biệt từ bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, người sáng lập, một người thầy, một huynh trưởng, giảng dạy kinh nghiệm đã miệt mài theo đuổi và kiên nhẫn hướng dẫn cho thế hệ trẻ chúng tôi tiếp nối phong trào đấu tranh cho đến ngày hôm nay. Nhân dịp Ngày Nhân quyền Việt Nam lần thứ 26, tập thể anh em chúng tôi, những người trẻ tin tưởng vào lá cờ vàng chính nghĩa và nền giáo dục nhân bản của Việt Nam Cộng Hòa, xin tiếp nhận trách nhiệm mà suốt 25 năm qua các bậc chú bác, cha anh đã không quản ngại khó khăn,
kiên trì tranh đấu đòi nhân quyền cho đồng bào quốc nội. Nhận lãnh trách nhiệm từ thế hệ đi trước, chúng tôi cố gắng cùng nhau gánh vác và tiếp nối cuộc đấu tranh ngõ hầu mang lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho một quốc gia Việt Nam không cộng sản, phát triển và cường thịnh. Kính thưa quý đồng hương, suốt 45 năm qua, Tập đoàn Cộng sản Việt Nam đã tước đoạt các quyền tự do căn bản của người dân, liên tục đàn áp, dùng vũ lực, bắt giam và kết án một cách bất công bất cứ những ai dám lên tiếng về những việc làm sai trái của nhà cầm quyền và phản đối những dự án bán đất, bán biển cho Trung Cộng. Ngày nay, số lượng tù nhân lương tâm ngày càng gia tăng, từ thanh niên đến ông già, bà lão. Trước tình hình đó, chúng ta phải tiếp tục lên tiếng và yểm trợ cho phong trào nhân quyền ở quốc nội ngày càng phát triển và lan rộng khắp tỉnh thành từ Bắc xuống Nam. Là người con dân nước Việt sống tha hương nhưng vẫn luôn hướng về quê cha đất tổ, nơi gia đình và bạn bè còn đang sống dưới chế độ cộng sản, độc tài, tham nhũng và thối nát. Chúng ta không thể làm ngơ khi bạo quyền tiếp tục đánh đập và đầy ải những người dân anh dũng đấu tranh đòi tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Đã hơn 26 năm qua, hôm nay chúng tôi vẫn rất phấn khởi khi tổ chức Ngày Nhân quyền Việt Nam được thành lập và ra mắt. Đây là một tổ chức bất vụ lợi, quy tụ các thành viên trẻ đã trưởng thành và thành công trong sự nghiệp bản thân tại Hoa Kỳ. Tuy xa đất mẹ, nhưng tâm lòng của chúng tôi vẫn luôn dành cho quê hương và dân tộc, nơi mà mọi người đang ngóng trông từng giờ, từng phút, khao khát tự do, dân chủ và việc được làm người đúng nghĩa. Cộng đồng người Việt hải ngoại nói chung và các tổ chức nhân quyền nói riêng sẽ tiếp tục kiên trì, hậu thuẫn và hỗ trợ công cuộc đấu tranh vì dân chủ, dân sinh cho đồng bào quốc nội. Mỗi người chúng ta, tuy sức lực nhỏ bé, nhưng với tinh thần đoàn kết và đồng tâm hợp lực, ngọn lửa nhân quyền và chính nghĩa tự do của lá cờ thiêng sẽ tỏa sáng như ngọn hải đăng soi đường để con tàu viễn xứ sẽ hồi hương trong vinh quang. Đây là trách nhiệm mà cũng là bổn phận của những người con yêu quý của Tổ quốc Việt Nam. Hòa cùng lời kêu gọi các nơi trên thế giới, chúng ta hãy cùng nhau dõng lên tiếng nói đòi công lý, tự do và nhân quyền cho Việt Nam. Trân trọng kính chào quý vị. Ngày đến trên quê hương, từng người sống ôi thê lương, mẹ còng lưng bươi rác bên đường. Từng ngày sống trong âu lo, từng đàn bé thơ co ro, hỏi nhà đâu, nhà em dưới góc chân cầu. Đó quê hương Việt Nam, đó dân oan Việt Nam, đó con thơ Việt Nam, dòng sông Việt Nam. Từng người đi tranh đấu để người bớt khổ đau, để người thêm cơm áo giờ chốn lao tù. Thưa quý vị, tình trạng nhân quyền tại Việt Nam sau 45 năm Cộng sản chiếm chánh quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam độc tài, đảng trị bằng gông kìm và vũ lực. Các vụ án vi phạm nhân quyền của Cộng sản Việt Nam không thể tha thứ và chấp nhận được. Để tiếp tục, chúng tôi kính mời quý vị, theo báo cáo nhân quyền
tại Việt Nam với chị Đỗ Anh Tú. Chị Đỗ Anh Tú hiện tại là hội trưởng hậu duệ của các con em trường võ bị quốc gia Việt Nam, kiêm chủ tịch chương trình truyền hình võ bị hàng tháng trên hệ thống SBTN. Tóm lược tình hình vi phạm nhân quyền tại Việt Nam trong vòng 6 tháng. Nhà cầm quyền gia tăng bắt bớ, giam cầm, kết án một cách tự tiện những người bất đồng chính kiến một cách ôn hòa. Xin tóm lược từ mới đến cũ. Sáng ngày 28 tháng 4 năm 2020, Facebooker Phan Công Hải bị Tòa án Nghệ An kết án 5 năm tù giam và 3 năm quản chế với tội danh làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Ngày 27 tháng 4, Facebooker Trung Hoàng Chương bị Tòa án Ninh Kiều, Cần Thơ kết án 18 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích của nhà nước. Ngày 23 tháng 4 năm 2020, nhà thơ Trần Đức Thạch, một cựu chiến binh quân đội Bắc Việt, bị công an tỉnh Nghệ An bắt giữ với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 109 Bộ Luật Hình Sự. Ngày 20 tháng 4 năm 2020, Tòa án tỉnh Nghệ An đã tuyên án sơ thẩm 11 năm tù giam và 5 năm quản chế đối với ông Nguyễn Đăng Tĩnh với cáo buộc tội danh làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng sản xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 18 tháng 4, nhà cầm quyền tỉnh Hậu Giang đã bắt bà Đinh Thị Thu Thủy với cáo buộc chống phá nhà nước, bôi nhọ lãnh đạo theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự Cộng sản Việt Nam 2015, Điều 88 cũ. Ngày 13 tháng 4 năm 2020, hai Facebookers tại Việt Nam vào tuần qua bị khởi tố và bị bắt tạm giam về những bài viết liên quan đến dịch COVID-19. Ngày 10 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Ninh Kiều, Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam cô Mã Phùng Ngọc Phú, 28 tuổi, Facebooker với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, lợi ích quyền hợp pháp của tổ chức, công dân. Ngày 9 tháng 4 năm 2020, Công an tỉnh Đồng Nai bắt giam bà Lương Thị Thu Hiền, 52 tuổi, ngụ ở xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 109 Bộ Luật Hình Sự Cộng sản Việt Nam. Ngày 6 tháng 4 năm 2020, Công an Hà Nội bắt bà Lê Thị Loan, sinh năm 1966, ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, với cáo buộc có liên quan đến vụ đụng độ, đổ máu giữa công an và người dân địa phương vào tháng 1 năm 2020 tại Đồng Tâm. Ngày 2 tháng 4 năm 2020, Công an tỉnh An Giang đã bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Kim Phượng với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân vì tham gia một tổ chức tại hải ngoại. Ngày 19 tháng 3 năm 2020, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an huyện Mang Giang và Bộ Công an đã bắt giữ 3 người có tên Dư, Lúc và Khân cùng trú tại xã Hà Ra cho là chống phá, tuyên truyền pháp luật. 3 người này theo đạo Hà Mòn và bị bắt khi đang lẫn trốn trong hang sâu thuộc vùng ráp chanh giữa hai xã Hà Ra và Pơ Lan, huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai. Ngày 11 tháng 3 năm 2020, tổ chức Safeguard Defenders công bố một phúc trình có tên Coerce on Camera, Televised Confessions in Vietnam, bị cưỡng bức
trước ống kính. Nạn thú tội trên truyền hình tại Việt Nam được công bố về tình trạng lạm dụng đối với những người bị tạm giam trước khi đưa ra xét xử được đưa ra ánh sáng trong phúc trình vừa nêu. Ngày 10 tháng 3 năm 2020, ông LKN, sinh năm 1987, trú tại xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, bị công an bắt giữ vào ngày 7 tháng 3 để điều tra, làm rõ liên quan vụ trộm cắp tài sản và đã chết trong đồn công an tỉnh Thanh Hóa hôm 9 tháng 3 năm 2020. Một nam thanh viên tử vong bất thường khi đang bị tạm giữ tại công an huyện Triệu Sơn trong tư thế treo cổ. Ngày 3 tháng 1 năm 2020, ông Phan Quốc Thắng, 47 tuổi ở phường 1, bị bắt tạm giam một ngày trước đó, đã treo cổ trong buồng tạm giam, tử vong. Ông là người đâm thiếu úy công an trọng thương. Ngày 9 tháng 3 năm 2020, nhà báo Trương Duy Nhất, blogger của Đài Á Châu Tự Do, vừa bị Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên án 10 năm tù vào sáng ngày 9 tháng 3 năm 2020 với cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF hôm 2 tháng 3 ra thông cáo tố cáo chính phủ Hà Nội sách nhiễu, quấy rối đối với gia đình của ông Bùi Thanh Hiếu, tức blogger, người buôn gió, hiện đang tị nạn tại Đức, buộc ông phải ngưng viết lên tiếng về chính quyền Cộng sản Việt Nam. Ngày 23 tháng 2 năm 2020, Công an tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng phối hợp điều tra cáo buộc bà Trần Thị Ánh Hoa, sinh năm 1963, thường trú tại thành phố Long Khánh, Đồng Nai, tạm trú tại thành phố Đà Lạt, với tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo Điều khoản 2, Điều 109, Bộ Luật Hình sự. Ngày 29 tháng 1 năm 2020, Ân xá quốc tế tố cáo Việt Nam gia tăng bắt bớ tù nhân lương tâm năm 2019. Ân xá quốc tế cho biết, tính đến tháng 5 năm 2019, Việt Nam còn giam giữ 118 tù nhân lương tâm. Ngày 27 tháng 1 năm 2020, hai tù chính trị trẻ Nguyễn Viết Dũng và Phan Kim Khánh đang chịu kỷ luật biệt giam khi đang thụ án ở trại Nam Hà vì lý do không nhận tội và nổi loạn. Vào sáng ngày 11 tháng 1, nhà cầm quyền huyện Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã bắt giữ ông Trung Hoàng Chương, 43 tuổi, một Facebooker về cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Tù nhân lương tâm Đào Quang Thực, người đang phải thụ án 13 năm tù giam vì bị cáo buộc tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, vừa qua đời tại Bệnh viện Hữu Nghi, Đa khoa Nghệ An vào lúc 8 giờ rưỡi sáng ngày 10 tháng 12 năm 2019. Ông bị cơ quan an ninh điều tra bắt giữ vào tháng 10 năm 2017 vì bị cho là ông dùng hai tài khoản Facebook thường xuyên đăng tải nhiều bài viết, bài chia sẻ, bình luận có nội dung chống nhà nước. Ông bị Tòa án tỉnh Hòa Bình tuyên 13 năm tù ở phiên phúc thẩm ngày 17 tháng 1 năm 2019. Thưa quý vị, để tiếp nối chương trình, xin quý vị lắng nghe bài phát biểu của Thị trưởng Tạ Đức Trí. Thị trưởng Tạ Đức Trí là người Mỹ gốc Việt đầu tiên đắc cử chức vụ thị trưởng thành phố Westminster, California. Trước khi là thị trưởng, ông từng là phó thị trưởng và là nghị viên thành phố, một thành phố có rất đông đồng hương người Việt tị nạn sinh sống từ năm 1975 cho đến nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Như chúng ta đều biết,
nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cho tới giờ phút này vẫn tiếp tục đàn áp và bắt bớ những ai lên tiếng về tự do và nhân quyền cho Việt Nam. Không chỉ đàn áp và gây khó dễ cho những nhà đấu tranh dân chủ hay các luật sư bên vực cho quyền lợi của dân oan, mà thậm chí những người dân bình thường, một sinh viên, một thầy giáo hay một người mẹ đơn thân khi lên tiếng đòi công bình xã hội cũng có thể đối diện với nguy cơ bị tù tội với những bản án vô cùng phi lý và bất nhân. Tệ hại hơn, ngay cả khi người dân lên tiếng phản đối Trung Cộng lấn chiếm lãnh thổ và lãnh hải tại Biển Đông cũng đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bịt miệng và đàn áp. Bên cạnh đó, các cộng đồng người Việt tại hải ngoại ở khắp nơi luôn phải đối diện với sự lũng đoạn từ phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nhằm gây chia rẽ và làm suy yếu sức mạnh cộng đồng. Nhưng không vì thế mà chúng ta quên đi trách nhiệm tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam. Hơn bao giờ hết, đây là thời điểm mà người Việt ở khắp nơi cần phải đồng lòng để giữ vững tiếng nói cũng như sức mạnh tranh đấu của tập thể người Việt tị nạn tại hải ngoại. Chúng ta cần phải tiếp tục kêu gọi sự quan tâm của các cấp chính quyền, liên bang và tiểu bang về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, để từ đó Hoa Kỳ phải có những chính sách đối ngoại cứng rắn hơn với Việt Nam. Sự lên tiếng của người Việt tị nạn tại hải ngoại chắc chắn sẽ là động lực giúp cho các nhà tranh đấu dân chủ trong nước tiếp tục con đường đòi hỏi tự do và nhân quyền cho Việt Nam. Cảm ơn tất cả quý vị. Đến với chương trình lễ kỷ niệm Ngày Nhân quyền cho Việt Nam lần thứ 26 hôm nay, là một danh dự cho ban tổ chức chúng tôi được giới thiệu đến quý đồng hương trong và ngoài nước, đại diện của Hội đồng Liên tôn Việt Nam ở quốc nội, ông Lê Văn Sóc, Phó Hội trưởng Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Tý, đồng Chủ tịch Hội đồng Liên tôn Việt Nam. Trà My xin kính mời quý đồng hương theo dõi bài phát biểu của ông Lê Văn Sóc sau đây. Kính thưa Tổng thống Donald Trump và Quốc hội Hoa Kỳ, quý lãnh đạo các tôn giáo, cộng đồng, các tổ chức, truyền thông cùng toàn thể đồng bào trong và ngoài nước. Kính thưa quý vị, năm 1994, Hoa Kỳ đã ban hành đạo luật công nhận ngày 11 tháng 5 hàng năm là ngày nhân quyền cho Việt Nam, để ghi nhớ và thúc đẩy các quyền tự do cơ bản cho toàn thể nhân dân Việt Nam. Đây là một niềm hãnh diện lớn lao cho dân tộc Việt Nam. Bởi vì thế giới không một quốc gia nào được một cường quốc dân chủ hàng đầu trên thế giới dành cho ưu tiên này. Nhưng đáng buồn thay, gần 70 năm qua, đất nước Việt Nam vẫn còn nằm trong ách cai trị của một chế độ độc tài cộng sản. Các quyền tự do bị tước đoạt, trong đó có quyền tự do tôn giáo. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hoàn toàn vi phạm bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và các công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị của Liên Hiệp Quốc mà họ đã thừa nhận khi gia nhập tổ chức quốc tế này. Hôm nay, nhân kỷ niệm 26 năm Ngày Nhân quyền Việt Nam, Hội đồng Liên tôn Việt Nam từ trong nước trân trọng thỉnh cầu Chính phủ và Quốc hội Hoa Kỳ, cũng như các tổ chức nhân quyền quốc tế, buộc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền và các quyền làm người được ghi trong các văn kiện của Liên Hiệp Quốc. Đồng thời, chúng tôi cũng kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước tiếp tục tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo và các quyền tự do căn bản cho dân tộc Việt Nam. Trân trọng kính chào, làm tại Việt Nam ngày 8 tháng 5 năm 2020, thay mặt Hội đồng Liên tôn Việt Nam, đồng Chủ tịch Hòa Thượng Thích Công Tánh đại diện cho Phật giáo, Linh Mục Nguyễn Văn Lý đại diện cho Công giáo, Chánh sự Phi đại diện cho Cao Đài, tôi Lê Văn Sóc đại diện cho Phật giáo Hòa Hảo và Mục sư Nguyễn Văn Hoa đại diện cho Thanh Lành. Xin cảm ơn quý vị.
dân tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn, được nghe, được nói, quyền được chọn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài độc tôn. Trả lại đây cho anh quân nhân quyền được sống đời trai hùng, quyền tự hào tự tôn nói rằng là bảo vệ. Kính thưa quý vị, ngày nhân quyền năm nay đặc biệt có sự hiện diện của chị Trần Thị Nga, hay được biết qua cái tên là Thúy Nga, một tù nhân lương tâm đã có một thành tích đấu tranh chống lại những điều bất công trong nước và đã bị bắt giam với một bản án tù nặng nề. Sự đấu tranh quyết liệt của nhiều tổ chức nhân quyền của nhiều quốc gia trên thế giới và Hoa Kỳ, chị Thúy Nga và gia đình đã đến được bờ tự do vào đầu năm nay và hiện đang sinh sống tại tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ. Nhân dịp Ngày Nhân quyền 2020 và cùng sinh sống cùng với một tiểu bang Georgia nên chúng tôi đã được ban tổ chức trao nhiệm vụ đến gặp chị để có một cuộc phỏng vấn cho buổi nhân quyền ngày hôm nay. Xin kính mời quý vị theo dõi phần trò chuyện cũng như phỏng vấn do Trà My thực hiện với chị Trần Thị Nga. Thưa chị, nhân ngày nhân quyền ngày 11 tháng 5, năm này là năm thứ 26 đó, là ngày Human Rights for Vietnam Day. Chị có thể chia sẻ một số nhận định của chị về tình trạng nhân quyền và tù nhân ở trong nước hiện nay? Dạ vâng, thì nhân cái ngày nhân quyền thì Nga xin chia sẻ một chút là cái vấn đề nhân quyền ở Việt Nam hiện nay là chính phủ Việt Nam do Đảng Cộng sản cầm quyền, họ vi phạm nhân quyền một cách hết sức là trắng trợn đối với những người tù nhân lương tâm nói riêng và với những người hoạt động xã hội dân sự ở Việt Nam, và đặc biệt là với những người dân bình thường nữa, khi mà họ chỉ đơn thuần là lên tiếng để cất lên những cái tiếng nói gọi là tự do ngôn luận của mình cũng như cái chính kiến của mình về cái vấn đề như là như hiện nay thì là đang cái dịch cúm Vũ Hán hoặc còn gọi là Covid-19 đấy, thì chính phủ Việt Nam họ lại bóp nghẹt người dân bằng cách là chỉ có Đảng Cộng sản, những cơ quan truyền thông của Đảng Cộng sản hoặc là những người đảng viên Đảng Cộng sản mới được quyền phát ngôn cũng như là chia sẻ nói về cái vấn đề bệnh dịch Covid-19. Còn những người dân bình thường mà chỉ đơn thuần là phát cho nhau, giúp đỡ nhau bằng cách là phát cho nhau những chiếc khẩu trang hay là đơn thuần như vậy thôi cũng đã bị chính phủ Việt Nam họ đưa giấy mời rồi là gây khó khăn cho họ. Cũng như là không cho những người dân là được thoải mái gọi là chia sẻ với nhau từ những chiếc khẩu trang trong cái phòng chống dịch Covid-19, và kể cả những cái người mà lên tiếng cho cái vấn đề Formosa xả thải hoặc là vấn đề Trung Quốc xâm lược hoặc là cái vấn đề về cái chính kiến của mình cũng đều bị chính phủ Việt Nam họ bóp nghẹt. Thì đây nó là một trong những cái sự vi phạm nhân quyền một cách rất là trắng trợn mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang hành xử lên với người dân Việt Nam ạ. Đây là cái kinh nghiệm của một người đã bị đi tù
thì Nga có vài cái lời chia sẻ với tất cả những anh chị em ở trong tù. Thực ra cái lời chia sẻ này anh chị em ở trong tù không có nghe thấy được, nhưng trên cái nhờ cái sự gọi là thông tin từ gia đình thì Nga muốn gửi đến các anh chị em tù nhân lương tâm ở Việt Nam rằng hãy vững tin lên, bởi vì chính phủ Việt Nam bây giờ họ đã dùng những cái trò mưu hèn kế bẩn này để nhét chúng ta, những người bất đồng chính kiến, những người dám đứng lên đấu tranh cho cái nhân quyền ở Việt Nam cũng như là những cái quyền tự do căn bản vào tù với những cái bản án rất là cao, rất là nặng và với những cái bản án hết sức là vô lý như thế. Thì chúng ta cũng cứ vững tin lên, bởi vì chúng ta không cô đơn, mà điều đó cho thấy là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay họ đang sợ hãi rất là nhiều thứ. Họ sợ hãi rất là nhiều thứ lên họ mới phải nhét chúng ta vào tù bởi những cái bản án hết sức là vô lý. Như thầy giáo Nguyễn Đăng Tĩnh chỉ đơn thuần là dạy học sinh những cái bài hát xin hỏi anh là ai, rồi là trả lại cho dân. Cũng như là có mấy người bạn của Nga như cô Đoàn Thị Bích Thủy thì cũng chỉ là lái xe chở chồng chở con đi giải cái chuyển đơn, kêu gọi mọi người gọi là biết quan tâm đến đất nước khi đất nước đang bị giặc tàu xâm chiếm biển đảo, đánh bắt giết ngư dân Việt Nam, mà cả gia đình cô ấy đã bị bắt đi tù với những cái mức án rất là cao, như chồng cô ấy là 11 năm, em trai thì 9 năm, bản thân cô ấy 5 năm và đứa con gái là 3 năm tù. Thì chúng ta không có việc gì phải sợ hãi, bởi vì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ có sợ hãi thì họ mới phải ra những cái bản án hết sức là tùy tiện như thế đối với người dân, đặc biệt là những cái người dân Việt Nam hiện nay đang chia sẻ về cái tình trạng dịch bệnh Covid Corona, cũng như là chia sẻ cho nhau những cái khẩu trang để phòng chống cái dịch cúm Vũ Hán này đấy. Dịch cúm này nó xuất phát từ Trung Quốc, mà chính phủ Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam thì lại rất sợ hãi Trung Quốc nhưng mà lại ra tay hết sức là tàn bạo với người dân. Mà với Nga, trong những cái kinh nghiệm kiến thức của Nga ấy, thì chuẩn bị tới đây nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ sẽ bắt rất nhiều người dân, kể cả những người dân bình thường khác vào tù với để mà họ đe dọa người dân không dám lên tiếng liên quan đến cái hiệp ước Thành Đô mà Việt Nam đã ký với Trung Quốc, nó sẽ xảy ra năm 2020 này, mà điển hình như hiện nay Trung Quốc họ đang xâm chiếm biển đảo và họ đã có những cái gọi là xây dựng những cái cơ sở vật chất, rồi là những cái cơ sở quân sự của họ ở đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mà chính phủ Việt Nam thì lại câm lặng, trong khi lại gia tăng cái sự đàn áp với người dân. Nhưng Nga có một cái gọi là cái ý kiến của Nga, cái chính kiến của Nga, đó là chúng ta người dân Việt Nam muốn bảo vệ đất nước của mình thì chúng ta phải có những cái sự đứng lên, có cái sự hiểu biết cần thiết để bảo vệ quê hương của mình, bởi vì nước mất thì nhà tan, và ra đất nước mất thì chàng tan, nên là khi đất nước bị lâm nguy thì tất cả mọi người cũng không được bình an đâu, nên chúng ta hãy đứng lên để bảo vệ đất nước của mình, bảo vệ quê hương của mình, dân tộc của mình. Chứ Đảng Cộng sản nó chỉ là một đảng phái chính trị mà thôi, nó không phải là quê hương đất nước của mình. Quý vị nên nhớ rằng Đảng Cộng sản chỉ là một đảng phái chính trị, nên là Đảng Cộng sản cần phải được giải thể, cần phải được thay thế để đất nước Việt Nam phải có đa đảng, phải có tam quyền phân lập, phải có cái quyền con người được đảm bảo, người dân phải được quyền bảo vệ đất nước của mình, bảo vệ quê hương và môi trường sống của mình. Vâng, Nga xin cảm ơn ạ. Thưa chị, chỉ có biết về thầy Nguyễn Đăng Tĩnh, người mới vừa bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam kết án 11 năm tù chỉ vì dạy cho các học trò một bài hát về lòng yêu nước cũng như là trả lại cho dân của ca nhạc sĩ Việt Khang, thì chị là một người đã vượt thoát được cái chế độ cộng sản và đang định cư tại Hoa Kỳ, thì chị có cái phương án nào để mà giúp hoặc là đề nghị trong cái trường hợp của thầy Nguyễn Đăng Tĩnh? Dạ, thì trên cái cương vị là một người bạn, Nga với cả thầy giáo Nguyễn Đăng Tĩnh là những người bạn có thể nói là rất là tin tưởng và chơi cũng khá thân với nhau trong suốt cái quá trình mà Nga chưa có bị bắt. Và khi Nga ra tù thì Nga mới biết tin là anh Nguyễn Đăng Tĩnh đã bị bắt rồi. Và cái bản án mà anh ấy bị kết án nó liên quan chủ yếu đến cái việc mà
vì bản thân anh Nguyễn Đăng Tĩnh là một thầy giáo về thanh nhạc, về âm nhạc, nên anh có dạy học sinh cái bài hát là Trả Lại Cho Dân, cũng như là bài hát mà Ai Xin Hỏi Anh Là Ai của nhạc sĩ Việt Khang. Và bản thân Nga đứng trước phiên tòa sơ thẩm, Nga đứng trong phiên tòa, Nga cũng hát hai cái bài hát đó. Và bản trong cái hồ sơ của Nga thì bên phía công an, tòa án và viện kiểm sát họ cũng nói là vì trong cái USB mà họ thu giữ ở nhà Nga có hai cái bài hát đấy, cũng như là có cái bài hát mà Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ, thì họ nói đấy là những cái tài liệu phản động. Thì Nga thấy là chính phủ Việt Nam họ dùng cái luật lệ là người dân, Nga phải nói là người dân có quyền hát những cái bài hát đó. Đó là chỉ đơn thuần là cái bài hát về cái tình yêu nước, về để cho học sinh cũng như là người dân biết đến cái trách nhiệm nghĩa vụ của mình đối với quê hương, với đất nước và với xã hội. Thì chính phủ Việt Nam lại gán cho thầy giáo Nguyễn Đăng Tĩnh cũng giống như Nga là có những cái bài hát đấy. Và thầy giáo Nguyễn Đăng Tĩnh chỉ đơn thuần dạy học sinh những bài hát đấy mà bị bắt đi tù. Thì đấy là một cái sự vi phạm nhân quyền mà chính phủ Việt Nam họ, Nga không biết dùng cái từ gì, Nga có thể nói là đấy một cái hành vi hèn hạ và đốn mạng mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam với một cái số lượng là đến mấy 4.000 đảng viên, nó hơn 4.000 đảng viên Đảng Cộng sản với đầy đủ công an, tòa án, viện kiểm sát và đầy đủ các ban ngành, mà lại sợ những người phụ nữ như Nga, những người thầy giáo như thầy giáo Nguyễn Đăng Tĩnh chỉ vì những cái bài hát như vậy. Thì đấy, Nga có thể nói là chính phủ Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ họ rất là sợ hãi, bởi vì họ làm sai nhiều, họ hèn nhiều nên họ mới sợ hãi đến như thế, bằng cách là nhét Nga cũng như thầy giáo Nguyễn Đăng Tĩnh và rất nhiều người khác vào tù với những cái bản án vô lý như thế. Tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay, Trà My xin kính mời quý vị theo dõi bài phát biểu của bác sĩ Trần Quốc Hưng, Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Bác sĩ Hưng còn là huynh trưởng trong một gia đình Phật tử. Tôi là Minh Phúc Trần Quốc Hưng, thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và cũng là huynh trưởng gia đình Phật tử Việt Nam. Hôm 6 năm trước đây, Quốc hội Hoa Kỳ đã vinh danh và công nhận ngày 11 tháng 5 là ngày nhân quyền cho Việt Nam.
thì 26 năm sau, trên phương diện tự do tôn giáo và niềm tin, cái mà người Mỹ gọi là nhân quyền thứ nhất, tôi xin thưa là Việt Nam chưa có cái tiến bộ gì đáng kể. Nhà cầm quyền vẫn tiếp tục thực thi cái gọi là luật tín ngưỡng và tôn giáo. Cái luật này lại buộc các tổ chức tôn giáo phải đăng ký với nhà cầm quyền và ngược đãi các nhóm tôn giáo không có đăng ký. Nhà chức trách địa phương tiếp tục xung công hay phá hủy các cơ sở thuộc các cộng đồng tôn giáo. Ví dụ vào tháng Giêng, nhà chức trách ở tỉnh Kon Tum phá hủy chùa Sơn Linh Tự, chùa này thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vẫn liên tục vận động cho tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Điển hình là tháng 4 vừa qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã khởi xướng một thỉnh nguyện thư gửi đến ông Ngoại trưởng Mike Pompeo kêu gọi pháp lý và tự do tôn giáo, tự do hành hoạt cho các tôn giáo độc lập ở Việt Nam. Bức thư đã có 90 chữ ký của các tổ chức tôn giáo và dân sự ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Trong năm tới, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động cho tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Nhưng điều quan trọng cần phải nhấn mạnh ở đây là Việt Nam sẽ không bao giờ có tự do hay nhân quyền nếu không có sự thay đổi thể chế. Chúng tôi hy vọng cho một cái tương lai như thế vào ngày nhân quyền cho Việt Nam lần thứ 27. Chúng tôi, thành viên của 6 tổ chức khởi xướng, gồm có Hội đồng Liên tôn Việt Nam, Hội luận Thắng Nghĩa, Viện Việt Nam Dân Chủ, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Việt 2000 và Voice of Vietnamese Americans, đã quyết định thực hiện trên mạng xã hội một cuộc trưng cầu dân ý đồng bào trong và ngoài nước để xin ý kiến. Trước sự xâm lược của Trung Quốc tại Biển Đông, bà nghĩ Việt Nam có nên kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế hay không? Căn cứ trên lịch sử và pháp lý, Trường Sa và Hoàng Sa thuộc chủ quyền và trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nhà cầm quyền Trung Cộng đã xâm lấn chủ quyền của Việt Nam ngược với nội dung Công ước Quốc tế về Luật Biển 1982 và vi phạm phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay năm 2016. Trung Cộng đã lấn chiếm Biển Đông một cách phi pháp từ nhiều thập niên qua, lợi dụng đại dịch coronavirus, Trung Cộng mưu toan dứt điểm Biển Đông. Công hàm của Bắc Kinh trong tháng 4 năm 2020 đã làm lộ rõ ý đồ bá quyền chiếm đoạt lãnh hải Việt Nam, đe dọa an ninh khu vực và lưu thông hàng hải quốc tế. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sau một thời gian im lặng đã lên tiếng phản đối nhưng không đủ cương quyết để đòi lại chủ quyền, vẫn giữ thế nhu nhược đối với nhà cầm quyền Trung Quốc xâm lược. Cho dù bị đe dọa và phá rối trong nước, cuộc thăm dò ý kiến này vẫn tiếp tục xảy ra và đã có hàng trăm ngàn người Việt dũng cảm tham gia với tỷ lệ 95% đồng ý kiện Trung Quốc. Nhận thức rằng thêm một người tham gia là nhẹ đi một chút sự đàn áp, chúng tôi mạo muội ra thông cáo này để kêu gọi các tổ chức và đồng bào trong và ngoài nước ủng hộ và giúp vận động cho cuộc trưng cầu dân ý này được thành công. Thành quả của cuộc trưng cầu dân ý này sẽ xác định rõ lập trường của người dân so với chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, chứng tỏ lòng yêu nước của một dân tộc kiên cường, phản ánh nguyện vọng thật sự của tuyệt đại đa số người Việt trước cộng đồng quốc tế, dằn mặt bè lũ Trung Cộng xâm lược và tạo khí thế cho việc đòi hỏi quyền tự quyết cho người dân. Xin mời quý vị theo dõi và ủng hộ
qua liên kết trên mạng xã hội. Nếu đồng ý yểm trợ nỗ lực chung này, xin liên lạc về email trưng cầu dân ý 20@gmail.com với danh xưng và email của tổ chức và cá nhân đại diện. Chúng tôi sẽ cập nhật danh sách đầy đủ hơn của các tổ chức ủng hộ để phổ biến đến Liên Hiệp Quốc và cộng đồng thế giới. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, tiếp theo là bài diễn đọc của ông Huỳnh Văn Hiệp, Cố vấn Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo Hải Ngoại. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Kính thưa quý thiện giả trí thức, kính thưa quý cơ quan truyền thông, kính thưa quý đồng hương, đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo trong và ngoài nước. Kể từ khi đất nước kết thúc chiến tranh, muôn dân người người như một đều mang hoài bão, chung lưng đau cật đưa đất nước đến đỉnh phú cường, thịnh vượng hầu có thể song hành với các quốc gia tiền tiến trên bốn biển năm châu. Nhưng đâu ngờ rằng gần nửa thế kỷ qua, nay lại trở thành thất vọng ê chề. Đó có phải chăng là do kẻ lãnh đạo thiếu tài, vô đức hay chăng? Nhìn đất nước hiện tại, có mấy ai cầm được giọt lệ? Đất đai, biển đảo do tiền nhân tài bồi, nay bị giặc Bắc phương gặm nhấm lần hồi. Dân tộc vì dị biệt chánh kiến hay vướng phải đời sống khó khăn trên mọi lãnh vực, phải đan tâm làm cảnh tha phương diễn sứ khắp nơi nơi. Phần đất mẹ nay lại để cho ngoại bang lấy làm sở hữu chủ. Họ đến và ra đi nơi mảnh đất này như rừng hoang vô chủ. Giai cấp lãnh đạo chỉ biết khai thác tận diệt các tài nguyên quốc gia làm của riêng cho mỗi cá nhân. Mặt khác, lại cho thuộc viên cưỡng đoạt đất đai khắp nơi nơi, gây tiếng kêu than thống thiết, động đến trời xanh. Đạo đức xã hội đã bị nhà nước biến dạng thành công cụ xây dựng theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Do đó, sự tín ngưỡng hiện tại chỉ là nơi thu nạp tài vật từ các thiện nam tín nữ của tôn giáo nói chung. Họ lại dựng lên các giới tăng lữ của tôn giáo làm công cụ cho chế độ. Riêng đối với Phật giáo Hòa Hảo là một tôn giáo chịu nhiều nghiệt ngã trong suốt gần nửa thế kỷ qua. Tất cả chùa chiền, tự viện, thư viện, hội quán, độc giảng đường đã bị nhà nước Cộng sản Việt Nam cưỡng chiếm ngay trong ngày 30 tháng 4 năm 1975. Một địa điểm sỉ nhục mà Phật giáo Hòa Hảo phải gánh chịu đau đớn trong suốt thời gian qua, đó là họ lại dùng các nơi thờ tự tôn nghiêm của Phật giáo Hòa Hảo để giam giữ các phạm nhân, nuôi dưỡng thú vật, chứa chất phân bón hay các trạm công an, dân phòng, an ninh, vân vân, hoặc làm của riêng của từng mỗi cá nhân địa phương. Hôm nay, nhân ngày nhân quyền tại Hoa Kỳ, đáng lý ra chúng ta có những buổi tham luận tại các diễn đàn Liên Hiệp Quốc, Quốc hội, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hay các quốc gia tự do khác, nhằm mục đích là để vạch trần sự tệ hại của chế độ Cộng sản đối với nhân dân hàng năm. Nhưng hiện giờ vẫn còn trong tình trạng dịch bệnh nên không thể tập họp đông đảo. Do đó, chúng ta tạm mượn diễn đàn để chuyển tải những tin tức đến đồng hương khắp nơi. Sau cùng, chúng tôi xin được lễ phép thân ái kính chào và cầu chúc mọi sự an bình an đến cho tất cả. Xin trân trọng.
Kính thưa quý vị, để tiếp nối trong chương trình ngày hôm nay, một thành viên tích cực của cộng đồng người Việt tại Nam California. Anh được biết qua các sinh hoạt đấu tranh. Hiện tại, anh là hội trưởng đại đạo thanh niên hội cao đài miền Nam California, thành viên hội đồng quản trị kiêm đại đạo thanh niên hội, cố vấn ban chấp hành đại đạo cao đài hải ngoại và là trung tâm trưởng trung tâm Việt ngữ Minh Đức. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Nhân ngày nhân quyền cho Việt Nam, Ngô Thiện Đức xin thay mặt cho tất cả thành viên đại đạo thanh niên hội cao đài hải ngoại, xin kêu gọi tất cả đồng hương khắp nơi hãy quan tâm về ngày nhân quyền cho Việt Nam 11 tháng 5 và vận động dưới mọi hình thức có được để 97 triệu đồng bào ở quê nhà sớm có được tự do, dân chủ, nhân quyền. Đặc biệt là những người trẻ ở trong nước hãy mạnh dạn đứng lên đấu tranh cho quyền làm người căn bản đã được Quốc hội Hoa Kỳ đệ trình và Tổng thống Bill Clinton ký ban hành thành luật công nhận ngày 11 tháng 5 năm 1994 là ngày nhân quyền cho Việt Nam. Mà cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại và cả thế giới đang hà hơi tiếp sức, cũng như các nhà đấu tranh dân chủ trong nước đang miệt mài đấu tranh, bất chấp tù tội và hy sinh. Là một huynh trưởng của đoàn thể thanh thiếu niên cao đài, cũng là một công dân yêu nước, nên đạo đời phải tương đắc. Về phần đời, Ngô Thiện Đức luôn tiếp tục cùng các đoàn thể và thân hào nhân sĩ hải ngoại đấu tranh bằng mọi hình thức để Việt Nam sớm có tự do, dân chủ, nhân quyền. Về phần đạo, Ngô Thiện Đức xin thay mặt cho tất cả thành viên đại đạo thanh niên hội cao đài hải ngoại nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu cùng các đấng thiêng liêng ban nhiều hồng ân cho quê hương dân tộc Việt Nam can đảm vượt qua mọi khó khăn để đấu tranh cho quyền làm người mà cộng đồng người Việt hải ngoại và chính giới Hoa Kỳ đã và đang vận động cho Việt Nam. Cầu xin ơn trên và hồng thiên sông núi xoay chuyển lương tâm nhà cầm quyền cộng sản vì quê hương dân tộc, trao cho 97 triệu dân quyền căn bản làm người, mang lại cơm no áo ấm cho người dân, trả tự do cho các nhà đấu tranh dân chủ cùng nhau đồng lòng đứng lên chống ngoại xâm, bảo vệ quê cha đất tổ mà các bậc tiền nhân đã dày công dựng nước. Con dân Việt Nam phải có bổn phận dựng nước. Nhân ngày nhân quyền cho Việt Nam, Ngô Thiện Đức xin thay mặt cho tất cả huynh trưởng và thành viên ban chấp hành đại đạo thanh niên hội cao đài hải ngoại kính chúc bác sĩ Nguyễn Quốc Quân và ban tổ chức ngày nhân quyền cho Việt Nam chân cứng đá mềm, tiếp tục giữ lửa để thế hệ tiếp nối noi theo. Trân trọng kính chào quý vị. Cho đồng bào tôi ở khắp bốn phương trời hát những lời ca tôi đòi đã mòn hơi, nghe nhau khóc thầm suốt đêm qua, nghe bao nhiêu bạn khóc bên kia hoang mang cúi đầu chờ mong Thượng Đế. Cho đồng bào tôi thở nôn những hơi tàn, buông thõng bàn tay thua thịt trước lầm than, đêm khuya đi giày và mây thêm hay mang xe đều kiếm cơm ăn, thân cháu kêu cầy bên lũ hương nhan. Một địa cầu mới hay mọc lên, bài ca tranh đấu hay ra đời, một nền hòa bình vĩnh viễn mau đến cùng người. Một đoàn người mới hay cùng lên, bài ca tranh đấu hay vang dền, và người vì người hãy chủ động nuôi lớn quê hương. Cho một nhà sư bị nhốt giữa sân chùa, phân phát tình thương nay thành kẻ tội nhơ, xin cho linh mục bớt oan khiên, đưa cha ra tòa tôi liên miên vung tay bịt miệng không cho phản đối. Cho người Tây Nguyên bị cấm giữa núi rừng,
thánh giá on vai thầy vui đã công lên. Trong buôn im bặt những câu kinh, công an bộ đội buôn xung quanh mang thân điêu tàn chạy trốn từng đêm. Một địa cầu mới hay mọc lên, bài ca tranh đấu hay ra đời, một nền hòa bình viên viên mau đến cùng người. Một đoàn người mới hay bùng lên, bài ca tranh đấu hay vang dền, và người vì người hãy chủ động nuôi lớn quê. Cho người dân oan mặc áo trắng căm thù, mảnh đất tổ tiên nay nhà nước tịch thu. Con theo cha mẹ sống lang thang, nay ra răng lều bãi tha ma, dân oan khiêu kiện công an đàn áp. Cho người thanh niên từ Mỹ mới quay về, ánh sáng tự do mong rọi sáng màn đêm. Anh đem tâm lòng giúp oan khiên, nhưng sao ma quỷ nói hung thiên, thân này lao tù công lý ở đâu. Một địa cầu mới hay mọc lên, bài ca tranh đấu hay ra đời, một nền hòa bình vĩnh viễn mau đến cùng người. Một đoàn người mới hay vùng lên, bài ca tranh đấu hay vang dền, và người vì người hãy chủ động nuôi lớn quê hương. Cho một cô dâu vì bán giữa xưa người, em bán tuổi xuân lấy tiền giúp mẹ cha. Em đem thân ngồi giữa phòng ba, bao nhiêu thiên hạ bước đi qua, mua em trong chuồng như mua loài thú. Cho bầy em thơ tuổi mới chớm xanh mầm, em bán tuổi thơ sang làm gái mại dâm. Cho em tôi mười mấy xuân xanh, trong ba giao tìm hết mua trinh, hai thân cha mẹ không giữ gì hơn. Một địa cầu mới hay mọc lên, bài ca tranh đấu hay ra đời, một nền hòa bình vĩnh viễn mau đến cùng người. Một đoàn người mới hay vùng lên, bài ca tranh đấu hay vang dền, và người vì người hãy chủ động nuôi lớn quê hương. Một địa cầu mới hay mọc lên, bài ca tranh đấu hay ra đời, một nền hòa bình vĩnh viễn mau đến cùng người. Người mới hãy bùng lên, bài ca tranh đấu hay vang dền, và người vì người hãy chủ động nuôi lớn quê hương. Thưa quý vị, trong buổi lễ kỷ niệm Ngày Nhân quyền cho Việt Nam lần thứ 26 được tổ chức online qua mạng xã hội năm nay, chúng tôi xin quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của một cựu tù nhân lương tâm, đó là sinh viên Phương Uyên, người đã có một câu nói bất hủ: tàu khựa cút khỏi Biển Đông. Hiện tại, Phương Uyên đang theo học ngành điện toán tại Maryland. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Kính chào quý đồng hương, quý ân nhân, quý thân hữu. Con là Nguyễn Phương Uyên, từng là một tù nhân vì lương tâm lên tiếng chống cộng và những việc làm bê bối của họ, nên đã bị bắt và bị ở tù. Sau hơn 2 năm sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ, con đã trải nghiệm và học tập rất là nhiều điều về nền dân trị Hoa Kỳ. Điều đó khiến cho con khát khao một ngày Việt Nam cũng có được một cái nền dân trị như vậy. Nhưng khi nhìn về Việt Nam, đọc những cái tin tức thì mình cảm thấy rất là buồn. Bởi vì một điều mà mọi người ai cũng biết, đó là nhân quyền Việt Nam ngày một tồi tệ. Gần đây nhất là vụ án Hồ Duy Hải. Điều đó cho thấy quyền sống, một cái quyền tối thượng nhất, đã bị khinh rẻ. Hay là chuyện chiếc khẩu trang có in hình lưỡi bò, phản đối hình lưỡi đường lưỡi bò, thì cho thấy quyền biểu đạt bị đe dọa
thậm chí là bị tước đoạt. Thì nhân này nhân quyền cho Việt Nam, con mong ước giới lãnh đạo Việt Nam biết cái sai và chấp nhận cái sai của họ, sửa những cái sai từ khi Việt còn nhỏ. Đối với người Việt trong và ngoài nước, cho những ai có một ước mơ chung là mong muốn cho Việt Nam ngày càng tốt đẹp, thì hãy đoàn kết lại, bỏ qua những cái khác biệt. Và một cái mong muốn cao hơn hết, đó là con mong muốn cho người Việt của mình sinh sống tại Việt Nam được hưởng một cuộc sống đáng sống, không những là về ăn uống ngủ nghỉ mà còn được hưởng những cái quyền căn bản về dân sự và chính trị như ở những nước tiên tiến khác. Dạ, cảm ơn. Để kết thúc chương trình ngày hôm nay, kiến trúc sư Nguyễn Đức Huy sẽ thay mặt ban tổ chức có lời cảm tạ cùng tất cả quý vị. Anh Nguyễn Đức Huy còn là chủ tịch của Hậu duệ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại và là phó chủ tịch nội vụ trong Ủy ban Ngày Nhân quyền cho Việt Nam. Kính thưa toàn thể quý đồng bào, suốt chiều dài lịch sử tranh đấu 26 năm của tổ chức Ngày Nhân quyền cho Việt Nam và nhất là những năm gần đây, chúng tôi ghi nhận tình trạng vi phạm nhân quyền trên toàn lãnh thổ Việt Nam càng ngày càng trở nên trầm trọng. Đây là các vi phạm nhân quyền của Việt Nam. Thứ nhất, tự do ngôn luận, nhóm họp, lập hội và quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Bất kể một tổ chức hay nhóm nào bị coi là có nguy cơ đối với sự độc đảo, độc quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đều bị chính quyền cấm thành lập, hoạt động và bị đàn áp một cách tàn bạo. Nhà cầm quyền Cộng sản đã chặn đường và truy tố, truy cập tới các trang mạng và yêu cầu các công ty viễn thông hoặc mạng xã hội phải gỡ bỏ các nội dung bị coi là chống đối với nhà nước. Những người lên tiếng phê phán chế độ Cộng sản phải đối mặt với những nguy cơ về áp lực, đàn áp do công an. Họ sách nhiễu cản trở việc đi đứng, sinh sống và đôi khi họ đã tàn ác, hành hung cơ thể của những người hoạt động hay cả những người gia đình. Họ đã bắt giữ và kêu án một cách không công bằng cho những người đã và đang sống chỉ vì những hoạt động nhân đạo. Các bản án kết tù của các nhà hoạt động hay blogger dựa trên các cáo buộc ngụy tạo về an ninh quốc gia, họ đã bị các côn đồ ở xã hội đen do công an thành lập tra tấn và đánh đập. Ngoài ra, nhà cầm quyền Việt Nam đã và đang thể hiện sự nhu nhược trước Trung Cộng để bán nước và làm ô nhiễm môi trường. Họ dần dần đã làm mất chủ quyền và tạo một cơ hội cho Trung Cộng tiếp tục hài hiếp ngư dân cũng như lấn áp bờ cõi. Chúng tôi chính thức phản đối và kêu gọi ngay lập tức phóng thích toàn bộ những người đang bị giam vì quan điểm chính trị, bao gồm những người bị giam chỉ vì họ sống và muốn có quyền tự do căn bản của con người với tự do ngôn luận, báo chí, trên mạng, truyền thông. Chấm dứt sách nhiễu, bắt buộc, từ bỏ đạo, bắt bớ, truy tố, bỏ tù, ngược đãi những người dân vì họ là những tín đồ của các tôn giáo trong nước. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để tranh đấu cho các tù nhân lương tâm vì họ là những người yêu nước. Đồng thời, chúng tôi cũng đồng hành với các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền để cập nhật danh sách các tù nhân mà họ chưa được xét xử trước tòa án một cách công bằng. Chúng ta cần phải quan tâm và hỗ trợ với các cộng đồng người Việt tại hải ngoại tiếp tục công tác cứu trợ, cứu cho những tù nhân và đồng bào người Việt tị nạn sống vô gia cư trên các lãnh thổ ở vùng Đông Nam Á chỉ vì họ đã bị đàn áp trên chính quê hương của họ.
Đây là những công tác mà chúng tôi là những người gốc Việt với tinh thần dân tộc luôn quan tâm cho đồng bào trong nước và các đồng bào người Việt khắp nơi trên thế giới. Kính thưa quý vị, nhưng hơn bao giờ hết, sức mạnh và tinh thần đoàn kết của hàng triệu đồng bào Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam mới là một sức mạnh không có một tổ chức nào, không có một bạo lực nào, không một đảng cộng sản nào có thể đàn áp mãi mãi được. Chúng tôi kêu gọi đồng bào hãy cùng mạnh lên, đoàn kết, cùng nhau tranh đấu cho dân tộc Việt Nam. Sự tranh đấu của quý vị, của đồng bào là sự tranh đấu cho bao nhiêu thế hệ tương lai được sống trong một đất nước có tự do, nhân bản, nhân quyền và phú cường. Một chủ thuyết cộng sản, độc tài, tham nhũng, đàn áp và bán nước không thể tồn tại khi lòng dân trên toàn quốc cùng đứng lên cùng một lúc. Kỷ niệm Ngày Nhân quyền lần thứ 26 tuy không được tổ chức tại Washington DC, tại Quốc hội Hoa Kỳ như hàng năm, nhưng chúng tôi trong một không gian và thời gian cho phép đã thực hiện một chương trình nhằm tiếp tục công cuộc tranh đấu cho đồng bào trong quốc nội. Chúng tôi hy vọng tiếng nói và sự kêu gọi đã được đến với tất cả các đồng bào để tiếp sức cho sự tranh đấu của đồng bào trong nước. Chúng tôi xin kính gửi lời cảm ơn chân thành tới ban tổ chức, tất cả những đồng bào, những anh chị em đã cùng tham gia thực hiện chương trình. Hẹn cùng về Washington DC trong năm tới và chúng tôi xin hẹn cùng gặp lại những đồng bào trên một quê hương được tự do, có nhân quyền, nhân bản trong một ngày gần đây. Chúng tôi xin kính chúc sức khỏe và an lành đến toàn thể đồng bào trong và ngoài nước. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, chúng tôi, Trà My Nguyễn, thay mặt Ban tổ chức Ngày Nhân quyền cho Việt Nam lần thứ 26, chân thành cảm ơn quý vị lãnh đạo tinh thần, quý vị đại diện cộng đồng, đại diện các đoàn thể và toàn thể đồng hương trong và ngoài nước. Kính chúc quý vị có được nhiều sức khỏe và vững tâm bền trí trong công cuộc đấu tranh cho Việt Nam tự do, dân chủ và nhân quyền. Xin kính chào quý vị. Nhân quyền ở đâu? Nhân quyền ở đâu? Sao trên quê nghèo dân vẫn khổ đau, mãi khổ đau. Nhân quyền ở đâu? Nhân quyền ở đâu? Hay là Việt Nam xa quá địa cầu? Quê hương ba miền, Việt Nam đang mất chủ quyền. Nhân dân ba miền ngoài xâm lấn tới Tây Nguyên. Quyền làm dân không có, quyền tự chủ chẳng cho. Rồi đàn con sẽ lớn, nô lệ mãi quân thù. Nhân quyền Việt Nam.